bập chuối trắng. Tự dưng cái buồn ngang, thay vì che sau lưng thì khách che thẳng mặt. Khách vừa mới nói con thúi, con thấy chưa? Thôi, hơi buồn, nhưng mà đi tắm đi, cho thơm thơm nè, hỏi đi. Hôm nay Bình đưa Bụp đi tắm nha. Hôm nay bận đồ rất là xinh nhưng mà người rất là thúi nha. Tại vì bữa đi chơi giờ thì Bình chưa có thời gian, thì hôm nay sẽ đưa Bụp đi tắm. Bình thường thì bông thì được chú ý hơn, Bụp thì lại ít được chú ý hơn. Nhưng mà hôm nay video chỉ dành cho Bụp thôi nha. Bụp đâu, ngồi dậy coi, nhanh. Hỏi Bụp ngoan không, ngoan ngồi xuống rồi. Ngồi xuống. Bụp là nhân viên hay đi tiếp khách nha. Mỗi lần khách vô hay khách đến quán á, mọi người cứ để ý là Bụp sẽ là người ra đón, còn con bông sẽ là người ngủ rồi. Tay đâu? Rồi, hôm nay đồng ý tắm thơm thơm hay chưa? Thôi, đi nào Bụp, đi lên. Muốn tắm cho Bụp, đầu tiên phải làm ướt. Rồi, bây giờ là coi như đã ướt người rồi. Giờ thêm miếng xà bông vô nó bắt đầu tắm nha. Muốn thơm, phải có xà bông. Để tụi nó thơm lâu thì mọi người hay thắc mắc là tắm rồi nhưng mà vẫn hôi nha. Hôi thì tại vì mọi người không biết cách để nặng mông tụi nó. Mông là nặng ở sau này nè, gọi là nặng tiếng hôi á. Hôm nay thì mình sẽ chỉ mọi người là cách để nặng tiếng hôi nha. Đầu tiên muốn nặng tiếng hôi, mọi người phải xác định là đích ở đâu. Nói mông ở đích ở đâu này, chỗ này đúng không? Ví dụ như chỗ này muốn nặng tiếng hôi đó, mọi người phải để tay nhấn vô như thế này nè. Xong rồi bóp ra. Đó. Mọi người thấy nước gì không? Đây là những cái tiếng hôi của nó nè. Nếu nặng không sạch thì tụi nó sẽ rất là hôi nha. Và tắm cho dù nhiều xà bông đi chăng nữa thì tụi nó cũng sẽ hôi. Rồi, sau khi tắm xong thì giai đoạn xịt nước. Sau gần 20 phút tắm thì coi như Bụp đã sạch rồi. Nghĩa là tưới nước phải sạch nha, để thôi nó không bị là những cái xà bông nó lại rít lại vô người. Rồi đi nè, xấy lông rồi, đi. Tạm thời thì thơm rồi đó. Nhưng mà muốn thơm hơn thì phải rắc bột này vô nè. Đây là bột của giống như là bột em bé nè mọi người. Nhưng mà phấn khử mùi thôi. Chủ yếu là một phần là cho nó thơm hơn. Rồi. Wow. Thơm liền. Một phần là nó sẽ khô lâm nhanh nữa. Rồi đi nè. Rồi Bụp đi. Thơm thờ đó, vô quán làm đi.